chào các bạn. Hiện tại mình đang cầm là cái giỏ con Apple A7 nha các bạn. Giỏ này bên mình có 3 màu, màu hồng, màu vàng với màu xanh. Giỏ này bên mình có luôn là cái kính camera, rồi có nút nguồn với nút volume luôn các bạn. Trong quá trình mà các bạn xài mà điện thoại các bạn có bị rớt bể giỏ hay giỏ xấu, các bạn muốn thay giỏ thì giỏ này bên mình đang có sẵn hàng á. Thời gian thay giỏ này tầm khoảng 2 đến 3 tiếng. Những bạn mà ở xa mà không có điều kiện tới thay thì các bạn có thể mua về. Rồi mình ra tiệm mình nhờ kỹ thuật họ thay. Các bạn mua về cứ liên hệ số điện thoại bên trên, mình sẽ gửi hàng về cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.